chào tất cả các bạn nhỏ đã đến với lớp vẽ siêu dễ của Hà Kiều. Hôm nay lớp vẽ siêu dễ Hà Kiều sẽ hướng dẫn các bạn vẽ nàng tiên cá. Đầu tiên, để vẽ được nàng tiên cá thì chúng ta sẽ vẽ cái khuôn mặt trước. Để vẽ được khuôn mặt, các bạn hãy sử dụng hình tròn hoặc là đường cong đơn giản. Hoặc chúng ta có thể làm nó dạng thon nhỏ như thế này. Để vẽ thêm các kiểu mái tóc. Vẽ cổ bằng hai đường thẳng nhỏ. Từ cái cổ chúng ta sẽ vẽ đường xiên nhỏ ra làm cái vai. Và từ đây chúng ta sẽ kéo thành cái mình xuống. Đường xiên nhỏ lên và xuống để vẽ phần đuôi. Ở đây chúng ta sẽ cho nó ra một cái mí đường cong nhỏ đây nhé. Để làm được cái đuôi thì chúng ta sẽ vẽ một đường cong và nó kéo dài xuống như thế này. Vẽ đường cong kéo dài xuống. Vẽ đường cong kéo dài xuống. Kẹp đường xiên ra ở hai bên. Kẹp đường xiên lên và đường xiên xuống để làm cái đuôi. Chúng ta có thể làm cho cái đuôi nó chuyển động sang bên trái hoặc phải. Ví dụ như thế này, chúng ta sẽ vẽ đường cong. Chúng ta sẽ vẽ đường cong ngược lại như này. Vẽ đường xiên ra, đường xiên xuống. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm tay. Gạch đường thẳng, bo tròn. Đây là cách vẽ dành cho những bạn chưa biết cách để vẽ tay. Ở đây gạch đường thẳng, thêm một đường thẳng nhỏ. Chúng ta sẽ vẽ những cái ngón nhỏ và bàn tay. Chúng ta có thể thay đổi cái chiều hướng tay. Thay vì vạch thẳng, chúng ta sẽ vẽ đường cong lên như thế này. Giờ chúng ta hãy vẽ thêm các kiểu tóc. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các kiểu tóc đơn giản. Gạch đường thẳng xuống, dài và nối lại. Đây là kiểu tóc đơn giản. Ở đây các bạn có thể cho đường tóc thay vì thẳng xuống, mình thay vẽ đường lượn sóng như thế này. Chúng ta sẽ vẽ thêm mắt bằng vẽ bằng hình tròn. Một hình tròn nhỏ bên trong và chúng ta sẽ tô đen. Vẽ hình tròn. Chúng ta đưa lên bên trong. Vẽ đường cong nhỏ là mũi và miệng. Ngực cho nàng tiên cá, chúng ta sẽ vẽ đường cong xuống, cong lên như thế này. Đây là một cách. Cách thứ hai là mình dạng, mình có thể vẽ theo dạng cái vỏ sò đường cong, đường xiên trái, xiên phải và một phần nhỏ xíu đi ra. Chúng ta sẽ vẽ thêm những cái vảy cá để cho cái đuôi của nàng tiên cá được đẹp hơn. Ở chỗ cái đuôi chúng ta sẽ cắt những cái đường xiên ra. Hòn đá bằng đường cong để làm dây điện. Chúng ta đã hoặc có thể là vẽ đường lượn sóng để làm rong biển. Ở đây cô sử dụng một màu dạng nước khô. Cô đã cố tình trừ một cái chỗ trắng này ra để tạo được cái độ bóng cho cái đuôi vảy cá đó các bạn. Để mà tô đẹp, các bạn nhớ tô cái đường viền trước thì nó sẽ không có bị lem ra ngoài. Và ở đây cô sẽ kết hợp thêm một cái màu xanh đậm nữa. Cô sẽ kết hợp một cái màu xanh đậm để tạo được cái bộ bóng cho cái đuôi. Bây giờ cô sẽ chọn một bên đậm ở đây để làm độ bóng đậm lên cho cổ cái đuôi. Nhấn đậm một chút xíu ở chỗ này, ở phía trên phần đuôi. Chỗ bên này cô sẽ trừ nhạt và cô sẽ không tô nó. Cô sẽ thêm một chút xíu má hồng để làm má hồng cho nàng tiên cá. Cô sẽ chấm một chút xíu má hồng ở đây, tán nó ra. À, thêm một chút xíu má hồng làm cái môi cho nàng tiên cá được đẹp hơn. Về phần vỏ sò, cô sẽ chọn một cái màu vàng ở đây, chọn màu xanh và cô sẽ sử dụng bút lông để tô cánh hoa cho nó được không bị lem ra ngoài.
một chút xíu màu xanh nơi con mắt. Cô sẽ lấy một chút xíu màu đỏ để tạo những cái đường sợi tóc cho nó được đẹp hơn. Các bạn hãy like và đăng ký kênh Lớp Vẽ 2HQ để nhận được những bài vẽ mới nhất từ Lớp Vẽ Siêu Dễ 2HQ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học vẽ lần sau.